sau khi trải qua kiếp nạn thượng đỉnh tiên tông, thẩm thích ta đang phong ấn tu vi, giả vờ trọng thương, được các nàng đồ đệ ngon, ý tôi là các nàng đồ đệ ngoan, chăm sóc rất cẩn thận. <laughs> Kể cũng tốt ha, toàn các đồ đệ có hiếu. Thất nhi hiện tại đều chăm chỉ tu luyện, rất tốt, là con đường vai chính nên đi. Quyền Ngọc lại là người con gái rất tâm lý, tư chất tuy hơi kém nhưng kỹ năng mắt sao phải rơi vào tầm vô địch thiên hạ, đúng là những ngày tháng thần tiên mà. Sư phụ à, không có gối, người gối đầu lên đùi con có cảm thấy thoải mái không? Không biết người thấy thế nào, tại con không nhìn thấy mặt người. Con mẹ nó ngực khủng thế kia thì nhìn xuống dưới kẻ cũng khó thật. Ta cảm thấy rất tốt, rất thoải mái, quay đầu cho đỡ khó thở vậy, chịu không nổi mà. Ô Nguyệt Ly xem sách gì mà mê mẩn như vậy nhỉ? Gần đây thấy ngươi đi mượn không ít sách vở, đang nghiên cứu thuật pháp gì vậy con? À con đang ngâm cứu một cuốn sách cấm, mới thịnh hành gần đây. Tên sách là đêm hôm đó ta cưỡng bức sư tôn bị mất hết tu vi. Vãi lòn lại còn có cả sách kiểu này nữa, nghe xong rén ngang, ai mà đi viết mấy cuốn tiểu thuyết kiểu này nhỉ? Là một vị tiên tử ở Bạch Hà Kiếm Tông. Sách này rất nổi tiếng ở thanh cho vực đó sư phụ. Sư phụ à, hay để tối con mang sách tới kể chuyện cho người nghe nhé. Thẩm thích nghe xong toát hết cả mồ hôi. Tình cờ là vai chính trong sách này lại rất giống sư phụ đó. Cái đạch nửa năm sau. Đây là thượng đỉnh tiên tông nổi tiếng đó sao? Trông thật hoành tráng ha. Nó là đương nhiên, thật là tông môn liên thuộc với đạp vân tiên phái, tiềm lực nó lại trả vãi loàn đi. Người anh em là người ở đây sao? Hẳn là biết rất nhiều nội tình, có thể chỉ giáo cho ta mở mang thêm hiểu biết được không? Được chứ, chỉ cần một viên linh thạch, chuyện nhỏ. <laughs> Hóa ra ông thẩm nhà ta hành nghề kể chuyện dạo kiếm ăn, một viên linh thạch, liệu có hơi mắc không người anh em, tùy bờ rồ. Bờ rồ cho rằng ai cũng biết cách để được Thượng đỉnh Tiên Tông thu nhận làm đệ tử sao. Thôi cũng được, một viên thì một viên, kể ta đi mà. Giờ giá là ba viên rồi người anh em ạ. À. <laughs> Nửa năm vừa qua, Thượng đỉnh Tiên Tông phát triển hùng mạnh, mở thêm ba núi lớn làm chi nhánh, tổng gồm 15 đại phong chủ, nhưng chỉ có 14 phong chủ thu nhận đệ tử. Do có một phong chủ đã bị mất hết tu vi, không khác gì phàm nhân cho nên không thu nhận được đệ tử. Còn nguyên nhân gì vị phong chủ đó bị mất hết tu vi, phiền các anh em thêm ít linh thạch, ta sẽ chiếu cố kể thêm một chút <laughs> trưởng môn người cứ để ngài thẩm thích ngồi bóc phét chém gió như vậy sao không phải thẩm thích kể rất bánh cuốn sao cũng rất tốt nữa nhưng người không sợ ảnh hưởng tới danh tiếng tông môn sao người không thấy từ khi thẩm thích kể chuyện dạo đám tán tu gia nhập tông môn đều rất cuồng nhiệt nhất tâm tu luyện ngươi là trưởng lão không cảm tạ thì thôi đi ngồi lo vớ vẩn ai thật không ngờ kể từ khi ngài thẩm thích mất hết tu vi vẫn có thể nghĩ ra được cách thức ảo diệu này để giúp đỡ tông môn. Cầm ngay, ta cầm ai trong tông môn đề cập tới tu vi của thẩm thích chân nhân. Dạ, tại hạ biết lỗi thưa trưởng môn. Đúng rồi, mấy quyển công pháp tu luyện được đã phân tiên truyền tới ngươi sắp xếp thế nào rồi. Đã sắp xếp theo đúng ý của ngài thẩm thích chân nhân, phân thành từng cấp bậc, người đạt đủ trình độ mới có thể đi vào. Tốt. Hoài, nói khô cả cổ cũng kiếm thêm được ít tiền trang trải cuộc sống. Kế hoạch xây dựng tàng thư các đã xong, không biết mấy nàng đồ đệ ta đã tìm được công pháp ta đã an bài cho chưa nữa kế hoạch tiếp theo là cần chuẩn bị ít bảo bối cho các đồ đệ hành tẩu giang hồ ai đau đầu đây thẩm thích chân nhân hôm nay ngài thế nào ồ ninh tông chủ đã lâu không gặp mới không gặp nhau ba ngày đối với ngài đã lâu vậy rồi <laughs> mới ba ngày trước ta đã bảo ngài không cần chém gió kể chuyện về tông môn mà nay ngài lại tới rồi ai cũng vì miếng cơm manh áo gia cảnh bẩn hàn mất hết tu vi rồi chỉ biết đi làm ăn kiếm chút còn nuôi đám đồ đệ ở nhà thôi mà. Bần hàn, ngài lương bổng ở thượng đỉnh tiên tông dựa theo tiêu chuẩn của phó trưởng môn lận cơ mà còn không đủ sao? A à, ha ha, lương thôi ta còn phải kiếm thêm chút lậu nữa chứ. <laughs> Tiền ai lại ngại bao giờ? Bỏ đi, ngài muốn làm gì cũng được, yến yến đều đáp ứng hết. Thế có chuyện này muốn nhờ trưởng môn. Tình hình là ta có đánh lẻ thu nhận thêm một tiểu đồ đệ ngoại môn bên ngoài. Cơ mà để thoát khỏi đám đồ đệ ở nhà lúc này e là có chút khó khăn, cần Ninh tông chủ hỗ trợ một chút. À, ngài bên ngoài còn nuôi một su g baby sao? Ơ kìa, Yến Yến hiểu nhầm rồi. Vị đồ đệ này có tư chất đặc thù nên không thể thu nhận tại tông môn. Yến Yến chỉ cần nói với các bé đồ đệ ta là tìm được một vị danh y thần sầu, có thể khôi phục tu vi kinh mạch là được. Ôi, ngày thường toàn gọi ta là Ninh tông chủ, giờ ngài còn gọi là Yến Yến, thích thế. Vâng, em đồng ý ơ ờ kìa, đồng ý kế hoạch của ta hay đồng ý cái gì đấy? À hi hi, ý là ta sẽ nói với các nàng đồ lệ ngài cho. Ok, vậy ta về sắp xếp chuẩn bị đây, gặp lại Yến Yến sau. Yến Yến, nghe muốn dụng chứng thế chứ? Cơ mà thân phận người không phải là thứ mà ngươi muốn là với tới được. Mau tỉnh lại đi Yến Yến à. Tàng thư các. À sư tỷ à, mới tìm được công pháp rồi. Tốt, đâu ta xem nào. Quản gia của tàng thư các trộm cho mọi đó ủ muội cũng được lão quản gia đưa cho một cuốn trùng hợp hay lão quản gia thẩm thích chân nhân thật khó hiểu muốn cho đồ đệ công pháp thì trực tiếp đưa đi còn sắp xếp cho ta giả làm thế ngoại cao nhân giấu sách vào tàng thư các rồi chỉ cho các nàng đồ đệ nữa chứ thật lươn lẹo mà ôi kia là nguyệt ly tiên tử kìa không hổ danh là đệ nhị bảng xếp hạng tông môn đường cong hoàn mỹ dung mạo tựa thiên thần thần thái nạnh nùng ta thật muốn được nàng dẫm đạp mà đồ biến thái tầng bậc đó ngươi làm gì có tư cách mà với tới, tỉnh đi chàng trai. Chỗ này ồn ào ghê á, để huyền ngọc sư tỷ lấy được công pháp, chúng ta trở về với sư phụ thôi. Xin chào nguyệt ly tiên tử, cho anh làm quen nha. Không. <laughs> Thần chú mở đầu tán gái như thế, không là phải rồi. Từ trên tiên tử bảng tông môn tức bảng xếp hạng người vừa đẹp vừa mạnh cho ông nào chưa biết, tại hạ đang nghe danh tính tiên tử từ lâu, nay mới có dịp gặp mặt, có chút đan dược tam phẩm, đã chuẩn bị từ lâu để làm quà tặng tiên tử. Không cần. Chưa nghe rõ à, lượn đi cho nước nó trong đi, xua xua. Ta có nghe thiên hạ đồn về sư phụ của tiên tử, tính tình bạo ngược lại ác độc. Với oai danh của phụ thân, chỉ cần theo ta, ta có thể quan hệ với các trưởng lão, giúp các nàng thoát khỏi trói buộc. Một thiên thần như Nguyệt Ly tiên tử, không thể phí phạm với tên sư phụ giờ là phế nhân được. Hà, Vỗng mọi người giặt hết ra, Thằng đàn này nó vẫn chưa biết nó vừa nói cái gì đâu. Mấy ông đại trưởng lão nhắc đến tu vi thẩm thích chân nhân còn bị ninh yến yến trưởng môn băm nữa là thằng cha hắn. May thử nói một câu nữa về sư phụ ta xem. Cô, cô làm gì thế? Phế. A a a a a, tấm chiêu mới của chúng ta bị biến dị linh băng của nàng Đông Nguyệt Ly sợi ấm xương cốt đôi chân. Vãi lòn thi triển trận pháp không cần kết ấn luôn kiệt. Chọc vào đệ nhị tiên tử bảng đệ tam thiên kiêu bảng thì bạn đi rồi thiên kiêu bảng đệ nhất ninh yến yến đệ nhị tiêu thất nhi đệ tam đông nguyệt ly tức bảng xếp hạng những đứa con kiêu ngạo của trời xếp dựa vào mức độ tàn nhẫn xem hôm nay ai cứu được ngươi đủ rồi sư sư phụ gặp sư phụ liền ngoan như cún ngay ảo thật đấy ôi người anh em gãy chân rồi à Thời hóc ít đan dược hồi phục vết thương nhanh đi không thì tàn phế thật đấy ngươi ngươi chính là tên phàm nhân bán nước chè kể chuyện ở ngoài cửa tông môn mà sao ngươi kể là Nguyệt Ly có vị sư phụ tàn bạo, ác độc hại ta ra nông nỗi này ừ. nào nào bé bé cái mồm chuyện ta kể là thật im và đi về đi hoặc là thằng tiếp theo tàn phế là cha ngươi Nguyệt Ly à sư phụ thân làm đại sư tỷ vì tiện đả thương đồng môn ngươi cũng ngang ngược quá đấy sư phụ định đánh ta sao là con sai xin được sư phụ trách phạt. Thôi bỏ đi, cũng là do con muốn bảo vệ ta. Hắn nói cũng không sai, giờ ta là phế nhân mà. Sư phụ, đừng, đừng dừng lại, người mau đánh con đi mà. Bẻ lái thế rồi mà không né nổi con bé máu mở này mà. Nhớ lấy, từ giờ gây sự với người ngoài ít thôi, chọc phải người không nên chọc ta không còn năng lực bảo vệ các người đâu. Quá tuyệt, giờ đã có lý do thuyết phục để đợt tới xuống núi tìm thần y các đồ đệ cũng ý thức được phải tự lực cánh sinh trong giang hồ hiểm ác này. Ha ha ha! Ta về trước, lấy xong công pháp nhớ về chăm chỉ tu luyện. Sao mình có cảm giác sư phụ đang có âm mưu gì ta? <laughs> Nào bé cái mồm, sư phụ đang buồn đau, tỉ nói linh tinh gì vậy? Mẹ nó, bé vũ linh của mình nhiều pha khó đoán thật. Nguy hiểm nguy hiểm. Mỗi lần sư phụ trở nên kỳ quái như vậy, đều có âm mưu gì đó. Bỏ đi, vẫn là xem tiệc tối nay hẳn tiên tỉ tỉ nấu món gì ngon, hi hi. Bật mí cho các bạn biết, bé thương Vũ Linh nhạt ta ngốc nghếch đáng yêu, nhưng giác quan và nhân cách thứ hai sau này báo vãi lòn ra đó nha. Sau khi trở về gian phòng riêng, thẩm thích ta đã gói ghém xong đồ đạc, còn vụng trộm các đệ tử tinh luyện được hai kiện pháp bảo cho nàng đệ tử ngoại môn. Đang hí húi thì bạch nhiễm tiên tử đến, con mẹ nó tí thì lộ. Bạch nhiễm, sao hôm nay lại ghé chơi vậy? thẩm thích chân nhân ngày quên rồi sao? Hôm nay là tiệc ăn mừng các đồ đệ chọn được công pháp tốt và khai trương tàng thư các mà, hứ, lúc trước đi với mình thì buông lời nhẹ nhàng, giờ đã quên ta rồi, đồ cặn bã. À nhớ, nhớ, quên thế nào được hề hề. Nay có bình rượu quý, trưởng môn bảo là không say không về. Hả, Yên Yên cũng tới sao, bà nay tiểu lượng cực kém, nhỡ say xong làm nhảm nói ra kế hoạch của mình thì bỏ mẹ. Sao sắc mặt ngài nhợt nhạt vậy, hay là thân thể có thương tổn gì? Không, không có. Sao chán người toát mồ hôi kìa, thật là ổn chứ thật mà, ông thần nhà ta giấu đồ đi cho gái bên ngoài thì chả toát mồ hôi. Yên nào, để ta kiểm tra thân thể xem. Kiểm, kiểm tra thân thể. Có vẻ không có vấn đề gì thật. Hiện tại ngài đã không còn tu vi, nhất định phải chú ý tốt thân thể phàm nhân. Ờ ờ. Để ta giúp ngài giặt quần áo đệm gối một chút, dù sao giờ ta cũng rảnh. Ơ thế tối nay ta lấy gì đắp? Ta chuẩn bị cái mới cho ngài, lát nữa sẽ mang qua ha. Có nhiệt tình quá chăng ta, là mình có chút động tâm thôi bỏ đi châm ngôn các cụ ép a đã chân truyền nàng ân tình trao ta chút thương hại não ta bại lại tưởng đó là yêu hẳn là bạch nhiễm coi mình là anh trai thôi chứ giờ là phàm nhân trai bất tài thì chó nó yêu ôi là mùi của thẩm thích chân nhân vừa rồi đảm đang như vậy không biết ngài thẩm thích có thích ta không hi hi hưởng tỉnh rồi sao tới sớm như vậy sao thèm rượu rồi à làm tông chủ thật mệt quá mà mãi mới trốn được đi chơi đó cho ta nằm ké một chút đi nào nam nữ thụ thụ bất thân trưởng môn chú ý hình tượng nơi này làm gì có ai đâu ta chỉ muốn phóng túng bản thân với ngài thôi <laughs> nhớ tối nay rượu bia ít thôi còn kế hoạch của chúng ta đó biết rồi biết rồi ta đi về trước đây lúc nữa có cơm ta sẽ gọi không nằm bên ta một chút sau canh già hầm tới đây tới đây thẩm thích Ăn một chút thịt gà nà, ưng, ừ, được. Hừ. Sư phụ, người ăn một chút thịt dây cho bổ trên bổ dưới. Sao có cảm giác thất nhi cắn mất một miếng? Ưm ừ, ưm, ngon ngon. Hề hề hề. Hồn gián tiếp. Sư phụ, con kính người một ly. Nguyệt ly, chén này là của con thì phải. Sư phụ nói nhiều thế, uống đi, ặc. À. Sư phụ à, nếm thử món thịt nướng sở trường của con đi hay người nếm thử con luôn đi. <laughs> Hờm. Thầm thích. Hờm, mới vài chén đã say rồi à, nghiện là dở rồi. Ta, ta chưa say. Ta, ta có điều muốn nói. Cẩn thận, chân nhũn hết cả da rồi mà kêu chưa say. Ta đã tìm được một thần y có thể chữa trị cho người rồi. Hả? Ồ vậy tốt quá rồi, mai ta sẽ chuẩn bị đồ đạc xuất phát. Vị thần y nào thế người, tên tuổi địa chỉ, số chứng minh nhân dân. Hả? ừ nhỉ thần y tên là gì nhỉ thẩm mẹ nó tí thì lộ yên yến bị say quá rồi để mai ta sẽ hỏi xem vị thần y phương nào sư phụ vậy người phải xa nhà sao bất chấp cách gì đi nữa nếu có thể khôi phục được sức mạnh thì ta vẫn phải thử ta đợi yên yến về phòng nghỉ các con cứ ăn tiếp đi hức hức sắp phải xa sư phụ rồi sao sư phụ không dễ gì có cơ hội hồi phục mình thật đáng trách đã không vui cho người lại còn hoài nghi thần y sau khi mình nghiên cứu nhiều sách cổ và tham khảo nhiều người tà thuật thiêu đốt tu vi cảnh giới là một hành động mịch thiên không chết đã là rất may rồi phương pháp mà có thể giúp thẩm thích chân nhân khôi phục lại tu vi theo như lời thần y của thượng đỉnh tiên tông mình là hiến tế bản thân thành đỉnh lô song tu cùng thẩm thích sẽ giúp tăng lại linh lực tu vi cơ mà ta mới chỉ kim đan sơ kỳ ai tất nhiên là không đơn giản như vậy một đỉnh lô là không đủ nếu ngươi không ngại ta với ngươi cùng nhau. Ý ngươi là... A, 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 ta, ta sẽ xem xét. Cớm, lại chả thích quá đi, đã nghiện còn ngại. Xem ra, thẩm thích hắn thật là có năng lực hấp dẫn. Nghĩ lại sống mũi vẫn còn cay, mất công mình học phương pháp song tu ở chỗ La Thanh Thanh. Bao nhiêu công sức, lại để an à ninh yên yến phá hỏng. Lần sau nhất định phải tìm cách gạo đã nấu thành cơm. Hôm sau, thẩm thích dặn dò các đồ đệ lên đường tìm thần y. Thực ra là thăm non bé đồ đệ ngoại môn Vũ Đinh và nàng cóc tiểu bạch bạch. Sư phụ đi đường cẩn thận, nhớ về sớm với tụi con nha. Yên tâm, ta đã có bích hồ linh kiếm bên cạnh, không xảy ra việc gì được đâu, ngoan ở nhà tu luyện. Ta đi đây. Hay hay ngon rồi, kế hoạch tới là bồi dưỡng cho các đồ đệ thăng đến kim đan cảnh giới, là có thể an tâm ôm chân chân mệnh thiên nữ, xong rồi kiếm một vị tiên tử nào đó kết hôn, sống một cuộc sống an yên đến già rồi ha 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 nghĩ thôi đã thấy phê vũ đinh đồ nhi ta đến đây phần sau sẽ là phần mới nhất nhà các anh em